Sáng ngày 4 tháng 3 năm 2016, vào lúc 7 giờ 30, phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Nguyễn Văn Thông, một dân oan mất đất bị kết tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, đã diễn ra tại trụ sở Tòa án Nhân dân huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Đây là phiên sơ thẩm lần thứ hai mở ra sau khi phiên sơ thẩm lần thứ nhất diễn ra vào ngày 22 tháng 9 năm 2015 bị tòa phúc thẩm phán quyết là vô giá trị. Căn cứ theo lời khai của ông Nguyễn Văn Thông cho biết, thì trong phiên sơ thẩm, ông bị áp giải ra trước tòa với băng keo bịt kín miệng, không có luật sư, không có bằng chứng hay người bị hại. Tòa sơ thẩm kết tội ông lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự với bản án 3 năm 6 tháng tù giam. Ông Nguyễn Văn Thông là dân oan trong dự án khu liên hợp công nghiệp đô thị và dịch vụ Phước Đông. Gia đình ông bị thu hồi hơn 11.000 m2 đất với mức giá bồi thường 68.000 Việt Nam đồng 1 m2. Không chấp nhận bồi thường này, gia đình ông Thông đề nghị được cấp đổi đất ở nơi khác để tiếp tục làm nông nhưng không được chấp nhận, nên ông đã làm đơn khiếu nại đến huyện Gò Dầu và Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhưng vẫn không được giải quyết. Sau đó, ông cùng gần trăm dân oan Tây Ninh ra Hà Nội khiếu kiện cho sự oan ức của mình. Ông sống suốt 7 tháng trời thiếu thốn trước cửa nhà tiếp dân Trung ương Hà Nội và liên tiếp tranh đấu cho dân oan của vụ án này. Ông Nguyễn Văn Thông có khả năng đối đáp thông minh và hiểu rất rõ luật pháp. Ông được bà con dân oan Tây Ninh tin tưởng và theo sự hướng dẫn của ông. Do đó, chính quyền đã nhiều lần cảnh cáo, đe dọa, sách nhiễu nhưng ông không chùn bước. Cho đến ngày 3 tháng 2, 2015, ông Thông đã bị bắt tại văn phòng tiếp dân Trung ương Đảng. Sau đó ông bị cáo buộc đã có hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, quyền khiếu nại, tố cáo soạn thảo các đơn khiếu nại, tố cáo sai sự thật, để đi khiếu nại, tố cáo và kích động, lôi kéo người dân tham gia vào việc khiếu nại, phạm vào Điều 258 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tham dự phiên tòa hôm nay có khoảng 40 người dân và một số nhà hoạt động dân chủ tại Sài Gòn và các tỉnh lân cận, cùng với hai người con gái của ông Thông. Chị Trần Ngọc Anh đến từ Vũng Tàu chia sẻ với chúng tôi. Tôi là một dân oan, tôi đi khiếu kiện 23 năm. Tôi thấy cái bản án này quá sức tàn nhẫn mà bất công. Đây là một cái bản án mà không thể tưởng tượng được, trong khi người ta mất đất, mất đai mà bây giờ đi bắt người ta tù quá 5 rưỡi. Như vậy thì quá đau không? Vừa mất của mà những thằng mà tham nhũng thì được chơi ngoài pháp luật. Những người dân như chúng tôi đây nè, đó, quý vị cứ nhìn coi những đứa cháu thì không, quá đau thương. Hai đứa cháu này hả, những cái giọt nước mắt này thấy hả? Bà con cứ đừng vô cảm nữa mà hãy nhìn cái nỗi đau của những người dân oan của chúng tôi. Đây là nỗi khổ nhục của những người dân oan, cũng là nỗi đau của cả dân tộc Việt Nam này. Trong phiên tòa sơ thẩm lần 2 này, luật sư Võ An Đôn và luật sư Nguyễn Khả Thành tiếp tục nhận bào chữa miễn phí cho ông Nguyễn Văn Thông. Chia sẻ về phiên tòa, luật sư Võ An Đôn cho biết. Phiên tòa hôm nay sáng nay thì diễn ra đúng quy định pháp luật, nhưng mà các cái phần tranh luận thì chủ tọa phiên tòa không có cho luật sư được tranh luận, thì các lời không có cho nói ra cái nguyên nhân bị cáo phạm tội. Do đó các cái việc bào chữa chúng tôi là bị hạn chế. Bản án 3 năm 6 tháng đối với bị cáo Nguyễn Thông là quá nặng và oan cho bị cáo, bởi vì anh Thông nào đi khiếu nại với mục đích là đòi cái quyền bồi thường đúng theo quy định của pháp luật, chủ yếu là cái giá đất, chứ không có mục đích gì tuyên truyền chống phá nhà nước như cái điều 258 đã quy kết. Kết thúc phiên sơ thẩm, Tòa án Nhân dân huyện Gò Dầu tuyên y án đối với ông Nguyễn Văn Thông 3 năm 6 tháng tù giam. Bản án giữ nguyên này đã làm người theo dõi hụt hẫng vì cảm thấy quyết định của tòa phúc thẩm trước đây không được tòa sơ thẩm điều chỉnh cho đúng trình tự tranh tụng trước tòa, khi không cho phép luật sư tham gia tranh luận về các yếu tố bị viện kiểm sát cho là phạm tội. Cái bản án 3 năm 6 tháng này là coi như là họ cố tình, coi như là tòa án của tỉnh Tây Ninh này, của huyện Gò Dầu này, coi như là cố tình để mà che đậy những cái sai phạm của lãnh đạo ở đây là về việc thu hồi đất, bồi thường đất, làm trái quy định của pháp luật, không đúng quy định của pháp luật. Những cái ý bảo vệ cho ông Thông thì ba luật sư nói rất là đúng theo căn cứ theo quy định của pháp luật, các điều khoản của luật pháp đã ban hành, nhưng mà do ở ủy ban này, chính quyền ở đây là không thực hiện theo pháp luật, cho nên rằng từ đó mà họ che đậy cái sai phạm của họ để mà họ đẩy cái người dân vô tội để mà vào tù. Đó là một cái sai phạm mà đây là một cái tòa án gọi là ngồi xổm cho pháp luật, một cái tòa án coi như là quá bất công. Tôi là người dân tôi thấy quá bất công.